À, xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta đi tiếp đến cái bài 3 trong cái bootcamp của chúng ta. Trong về cái những cái web mà hiện đại sau này, thì các bạn thấy rằng là chúng ta thông thường thì vấn đề design để chúng ta tham khảo cái bố cục và cái màu sắc như thế nào. Còn tất cả những cái hình ảnh mà liên quan đến những cái biểu tượng, liên quan đến những cái hình ảnh đại diện đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta xài thư viện. Ha, chúng ta xài những cái thư viện. Thì những cái thư viện này thông thường nó là biểu diễn cái dạng text đó các bạn ha, text nhưng mà là một cái loại font khác nhau. Cho nên chúng ta sẽ thấy nó hiển thị ra giống như một cái hình, ha, giống như một cái hình. Thì điều này nó sẽ giúp ích cho chúng ta, cái web của chúng ta thay vì load cái hình thì nó load cái nội dung, cho nên nó với chúng ta chạy nhanh hơn. Thì trong WordCamp nó đã cung cấp cho các bạn một số những cái thư viện liên quan đến hình ảnh, đó là cái thư viện ClipFaken. Thì nó cũng có một cái loại là phong Ansom, ha, phong Ansom thì cái phong đó chúng ta phải include vào. Còn cái ClipFaken này nó có sẵn trong cái bootstrap của chúng ta. À, chúng ta sẽ nói trước về cái ClipFaken này và cái Jumbotron thì chúng ta sẽ nói sau. Cái ClipFaken nó là cái gì? Đó là nó những cái hình ảnh đại diện nhưng mà lý dạng là nó biểu thị qua những cái phong, cái phong đó làm sao mà nó hiển thị trên web của chúng ta nó biến thành cái hình. Thì cái phong nó thông thường nó có cái nội dung và sau đó nó biến thành một cái hình các bạn ha. Lát chúng ta sẽ thấy. Thì cái thư viện này thì nó nằm ngay tại cái cleanficon.com. Thì Bootstrap nó đã tích hợp một số 260 cái icon, 260 những cái icon vào trong cái có sẵn trong Bootstrap của chúng ta. Còn nếu chúng ta muốn xài nhiều hơn thì các bạn phải mua cái gói này. Nhưng mà tuy nhiên tôi thấy là 260 cái icon này từ Bootstrap thì chúng ta đã có thể xài đầy đủ cho những cái mục đích web của chúng ta. Thì cái cleanficon này chúng ta có thể sử dụng bất cứ ở đâu cũng được, ở trong text cũng được, trong button cũng được, và trong navigation ở rất là nhiều nơi ha. Thì để cho nó trực quan tôi đi demo cho các bạn à, các bạn thấy nhìn thấy đây. Giờ giả sử chúng ta muốn tạo ra cái biểu tượng này, thay vì các bạn cắt cái hình này đúng không nào, nhưng mà các bạn cảm thấy là nó sẽ có sự khó khăn như thế này. Cái hình này các bạn nghĩ rằng là cái hình này chúng ta muốn kích thước nó lớn hơn trên cái màn hình desktop, nhưng mà chúng ta muốn kích thước nhỏ hơn trong cái màn hình mobile thì cái hình này chúng ta làm rất là khó khăn ha. Ngược lại đôi lúc những gì các bạn là chúng ta muốn là gì, à cái hình này thay vì màu đen chúng ta muốn màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím, thì lúc đó cái hình chúng ta đã cắt một cái hình rồi đúng không nào, rõ ràng là chúng ta làm không được à. Nhưng mà cái này là cái phông thì chúng ta muốn màu gì nó cho màu đó các bạn đó, cho nên là cái lợi thế của như vậy. Và tất cả những web hiện đại này người ta tận dụng xài cái những cái biểu tượng mà dạng phông như thế này rất là nhiều ha. Thì các bạn có thấy là gì, giả sử như chúng ta muốn tạo một cái envelope là cái lá thư như thế này, thì đó là một cái đại diện cái hình từ cái thư viện phông này, hay là cái biểu tượng cái máy in từ cái phông này, biểu tượng sệt đó, nó có hết, nó có rất là nhiều các bạn, nó ghi rất là nhiều biểu tượng. Thì chúng ta muốn sử dụng cái gì thì chúng ta sẽ theo cú pháp sau đây. Đây là cái cú pháp chúng ta sử dụng. Thì cái này đòi hỏi các bạn phải biết tiếng Anh tí ha. Thì chúng ta tạo ra một cái thẻ span, chúng ta tạo ra một cái thẻ span và chúng ta chỉ cần ghi cái class của nó là gì, cái ClipFaken, chúng ta bắt buộc phải có ClipFaken, và kế sau nó là cái tên mà chúng ta muốn tạo ra. Chúng ta ghi ClipFaken cộng với lại cái tên. Ví dụ chỗ này chúng ta tạo là cái envelope thì đơn giản chúng ta là ClipFaken envelope ha. Và các bạn nhớ tạo cái thẻ span, tạo cái thẻ span, sau đó chúng ta có class, cái class này thì trong Bootstrap nó tự động hiểu cái class này là tôi hiểu đây là cái thư viện lấy từ là một cần là lấy một cái icon từ cái thư viện ClipFaken này ha. Chúng ta ghi ClipFaken và chúng ta có cái tên thì lập tức nó sẽ hiển thị ra cho các bạn ha. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần demo cho các bạn thấy tôi có làm đây. Demo ClipFaken đây ha. Đây các bạn thấy nó cái website nó như thế này, chúng ta có cái code trước đã, cái code HTML. Đây cái code này thì mấy cái này tôi không nói lại nữa ha, tất cả cái này chúng ta đã đi qua hết rồi. Bây giờ chúng ta tạo một cái là container ví dụ ClipFaken. Đây các bạn nè, envelope icon. Envelope icon thì tôi muốn là các bạn thấy cái class nè, chúng ta tạo ClipFaken được chưa nào. Rồi đó chúng ta có ghi là ClipFaken và đưa cái tên nó vào là envelope thì nó sẽ lập tức ra được cái thư cho các bạn. Nó được cái lá thư này được chưa nào. Bây giờ các bạn thấy cái lá thư này có cái này chúng ta không có link đúng không? Bây giờ chúng ta cần cái liên kết thì đơn giản chúng ta đưa thẻ A vào thôi. Liên kết này chúng ta đưa cái thẻ A chúng ta vẫn có thẻ A bình thường, sau đó các bạn đưa các rep vô đây còn chỗ này chúng ta vẫn tạo cái span và chúng ta đưa cái này thì lập tức cái này nó nằm bên trong cái thẻ A của chúng ta nó nằm bên trong thẻ A của chúng ta được chưa nào, cực kỳ đơn giản đó. Và các bạn thấy cái màu nó bây giờ nó thay đổi đúng không nào, đó cái màu nãy là màu gì các bạn, màu đen, nhưng mà giờ nó màu màu xanh, nghĩa là chúng ta muốn màu gì chúng ta hiệu chỉnh cái màu đó. Ví dụ như cái màu chỗ này là màu đen nhưng mà trên này là màu trắng, đây này cũng là màu trắng, đôi lúc chúng ta muốn màu khác. Cho nên những cái thư viện như thế này nó cho phép các bạn thay đổi kích thước thoải mái ha, thay đổi kích thước bao nhiêu cũng được, và thậm chí các bạn cũng có thể là gì các bạn cũng có thể là chúng ta thay đổi cái màu ha. Bây giờ tôi chạy trên cái này cho các bạn thấy ha, trên cái này
Đây, giờ tôi muốn thay đổi kích thước và thay đổi cái màu, các bạn sẽ thấy ha. Thì thực chất cái nội dung bên trong của nó này, kéo lên clean Clean Icon này, các bạn nhìn thấy nó render ha. Và khi mà các bạn thấy cái render như thế này, khi render như thế này thì các bạn nhìn qua bên này, đây cái clean clean Icon của chúng ta này, nó có cái phong, có cái thứ cái phong đây, cái phong family là cái phong này. Đây một đại diện cái phong để nó hiển thị ra cái icon đó. Chúng ta tắt cái phong này thì lập tức nó sẽ mất đi. Nó không hiểu gì hết, nó không hiểu gì cả, đúng chưa nào? Thì thực chất những icon này được vẽ ra từ trong cái phong này. Các bạn có thể đâu cái phong này về và chúng ta sẽ coi, chúng ta sẽ thấy được trong cái phong đó, cái phong đó là cái gì. Và các bạn thấy có chữ before, có cái chữ before. Bất cứ cái này nào trong cái dạng icon này nó đều có cái thứ nhất là cái lớp clip icon của nó và cái chữ before. Cái chữ before này là trong CSS3 các bạn ha, nó tự động tạo ra, tự động tạo ra khi chúng ta khai báo là cái clip icon có before này. Và các bạn thấy là gì? Tương ứng với chữ envelope thì nó có cái content là như thế này. Cái content là như thế này. Content này các bạn có thể search ở trên mạng ha. Ví dụ chúng ta có một cái clip icon này, chúng ta tìm muốn cái mũi tên chẳng hạn, cái dấu mũi tên, chúng ta clip icon arrow. Đó. Ví dụ chúng ta muốn tìm cái mũi tên nó biểu trưng như thế nào thì chúng ta xem như thế này. Chúng ta xem clip icon bootstrap arrow left arrow right này các bạn, chúng ta coi coi. Đây đây. Đây là tất cả cái clip icon này các bạn available, các bạn có thể get bootstrap, chúng ta có component ha. Thì đây nè, tất cả những cái đại diện hình trong này hết, chúng ta muốn tìm cái hình gì thì chúng ta ra cái hình đó ha. Các bạn nhớ search này component. Đây giờ tôi muốn xài cái loa này, cái biểu tượng cái loa này thì đơn giản chúng ta inspect nó, cái loa này đúng không nè. Đó thì các bạn thí dụ muốn cái loa đâu rồi, đây cái loa thì chúng ta clip icon và chúng ta ghi là chữ bull, chữ bull horn đúng không, và các bạn thấy nè, bull horn đúng không nào. Và chúng ta cũng có before, đây before thì cái nội dung nó là e như vậy. Các bạn cũng có thể lấy cái nội dung này, cái nội dung này nó có sẵn trong cái thằng này rồi ha. Thì các bạn có thể chúng ta cứ lấy cái chữ bull horn này thì chúng ta thay thế vào của chúng ta thì lập tức nó biến thành cái chúng ta muốn. Đây thay vì envelope tôi để một cái này bull horn đúng không, chúng ta dán cái này thôi đó. Clip icon vào bull horn, chúng ta chạy chạy thử nào lên nó ra cái gì nè. Đó, nó ra cái loa ha. Giờ cái loa này chúng ta muốn là gì, các bạn tăng kích thước nó lên thì các bạn click vào thôi, chúng ta phong size ha. Đó, giống như một ký tự bình thường các bạn ha, nhưng mà cái này là ký tự phong nha, phong đã được vẽ hình ha, những hình đại diện chúng ta 75 pixel đó, các bạn thấy nó bự lên ha. Color chúng ta bằng red đó các bạn, rất là hấp dẫn luôn nè ha. Chúng ta có thể xài mọi thứ, các bạn cứ vào trong này chúng ta tìm cái biểu trưng nào ha thì chúng ta xài, và chúng ta cố gắng tận dụng cái này các bạn ha, tận dụng cái điều này để chúng ta không cần phải xài cái hình. À, nếu như các bạn xài cái hình thì nó sẽ tốn dung lượng mà để lót hình, rồi chúng ta phải không biết nó màu, bởi vì cái hình nó có một cái màu duy nhất à. Thông thường cái hình chúng ta màu chúng ta không thể design ra cái hình mà có tất cả các màu đúng không nào. Cho nên cái thằng này nó cho phép các bạn là tạo màu, tạo kích thước, cái hình thì không làm được việc đó. Cho nên đó là lợi thế của những cái thư viện mà các bạn cho tạo hình. Đây ví dụ như chị Apple này các bạn, hay thông thường thì nó đi chung với những cái tự để chúng ta dễ phân biệt á, những cái từ ha, nó gợi nhớ, từ gợi nhớ và chúng ta dễ. Apple, tôi chạy Apple cho các bạn xem ha. Đó chữ Apple này các bạn ha, chúng ta muốn quả táo lớn lên thì chúng ta cho font size nó lớn lên thôi, 30 pixel 40 đó, 40 pixel nhầm rồi, 40 pixel đúng không nào, đúng không. Chúng ta cho color bằng red hay bất cứ cái gì các bạn muốn đó. Cho nên đó là cái thư viện này nó khá mạnh các bạn ha, thư viện này khá mạnh đó, chúng ta muốn kiểu gì chúng ta xài cái đó. Được chưa nào? Đó là chúng ta xài cái clip icon. Thì nó cũng có một cái tương ứng là chúng ta cũng có cái font Nansom. Cái font này cũng khai xài. Đây các bạn, font Nansom này các bạn. Hay chúng ta đi vào font Nansom. Thì các bạn muốn xài cũng chúng ta cũng download về và chúng ta cũng thực hiện. Đây font Nansom này các bạn cũng có download nguyên cái đám này về. Đây là nguyên cái thư viện về font Nansom các bạn ha. Font Nansom thì nó cũng có những cái font tương tự như vậy và nó ra những ký tự giống vậy. Đây các bạn thấy tất cả những ký tự này nó được tạo hết bằng cái font chứ không phải là làm cái hình đó các bạn ha. Các bạn nhìn đây nè, đây là cái font Nansom, chúng ta nhìn đây cái hình nó cũng có cái tên của nó. Ví dụ như chữ pha, font Nansom thì nó ghi là FA và FA desktop ha. Còn thằng kia là Glimp Icon và Glimp Icon cộng cái tên, thằng này thì là FA rồi FA cộng với lại cái tên của nó là desktop, và nó cũng có before nè các bạn, đều nó cũng có tất cả mấy thằng before đều có cái content của nó là tương ứng với lại cái giá trị ở trong cái phòng của chúng ta. Thì cái nào, cho nên một trong hai thư viện các bạn có thể xài đó chính là cái thằng clip icon mà Bootstrap đã include sẵn, còn thằng font Nansom này các bạn phải tải về, download về và các bạn bỏ vào chúng ta cũng include vào trong cái file của chúng ta. Được cái nào, đó là font Nansom ha. Font Nansom là cái phần tạo ra những ký tự giống vậy, tạo ra những cái hình ảnh giống vậy. Được cái nào, hay là các bạn cũng có thể list tất cả cái font Nansom ra, là chúng ta font Nansom chúng ta có font Nansom content nó show on ra, đây list các bạn font Nansom chúng ta có thể thêm đây.
thì chúng ta tìm cái mới mới hơn các bạn ha. Thì tôi demo cho nên là đây có thể đây các bạn thấy này ha, đây là tất cả những cái phần nghe chúng ta có này, đây là cái tên của nó và cái giá trị của nó này các bạn ha. Envelope all là nó ở trong nó trống nè, pha hertz nè, rồi pha star, pha đó các bạn cứ lấy chữ pha rồi pha cộng với tên của nó, từ trên là pha user, pha firm, vân vân, rất là nhiều, khá là nhiều đó. Thằng này nó liệt kê tất cả ở trong đó, các bạn có thể lấy cái mã của nó ra để chúng ta xài đi cái nào, rất là hay ha. Bootstrap cung cấp tất cả những cái đó cho chúng ta. À, đó thì là cái phần demo tôi đã demo cho các bạn thấy rồi ha. Demo đây chúng ta không nghe xong, chúng ta có nút search rồi chúng ta có gắn vào cái nút của chúng ta nè. Đây giả sử chúng ta có cái nút, chúng ta có muốn có một cái biểu tượng search của cái nút search các bạn giống như thế này đây đó, thì chúng ta tạo cái nút, sau rồi chúng ta tạo cái clip icon và chúng ta ghi chữ clip icon search. Còn trong nút in thì chúng ta print print, chúng ta tạo cái nút trước rồi chúng ta bỏ span vào trong cái nút đó này. Ví dụ như cái nút này có cái link này các bạn ha, in này thì nó vừa có a này được chưa, và có thể a vừa có span ở bên trong span, và chúng ta ghi là clip icon cộng print thì nó ra cái print cho chúng ta được chưa nè. Đó là cái clip icon các bạn ha. Rồi chúng ta đi đến tiếp cái thằng Jumbotron Jumbotron đây thằng Jumbotron. Thì cái thằng Jumbotron là cái thằng nó tạo cho chúng ta một cái bóc nó cái màu là gray ở bao quanh, và nó có những cái bo góc ha, cái bo góc, đồng thời thì nó làm cho những cái nội dung ở bên trong lớn hơn được chưa. À, cái Jumbotron thực chất nó là tạo tự tạo cho chúng ta một cái bóc đó, nó cái màu là gray, nó tự động vậy làm luôn ha, nó tự làm cho các bạn luôn, và nó có bo góc xung quanh và text ở bên trong nó thì lớn hơn. Thì các bạn nhìn cái demo tôi đã làm đây, Jumbotron này à, đây là cái Jumbotron của chúng ta. Thì tôi tạo ra một cái container và tôi ghi cái class là Jumbotron à, cái class tôi ghi là Jumbotron à, và các bạn thấy là đó, tôi bỏ cái Jumbotron này bên bên trong container của chúng ta. Các bạn cũng có thể bỏ ở ngoài à, các bạn cũng có thể bỏ ngoài container, cái này nó không phụ thuộc à, chúng ta cũng có thể bỏ ở trong là Jumbotron. Thì khi mà các bạn bỏ vào như vậy thì các bạn sẽ thấy việc gì sẽ xảy ra được chưa nào. Tắt cái này, tôi sẽ demo cái này cho bạn coi. Open with web browser đây. Đó các bạn thấy là gì, nó lập tức tạo chúng ta cái màu gray này à, ở bên ngoài và các bạn bao bên ngoài, và cái chữ bên trong nó rất là lớn luôn nào, và nó có bo góc này các bạn à, nó bo góc. Thì Jumbotron nó đơn giản là nó tạo như vậy thôi à, nó tạo như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sửa, giả sử tôi không có Jumbotron đi, tôi ghi là Jumbotron 1 chẳng hạn, thì các bạn đã thấy là nó không còn hiệu ứng đó nữa nha. À, open with web browser đó, nó mất mất rồi đúng không các bạn, nó thấy nó nhỏ và nó mất đi được chưa nào. Thì đơn giản Jumbotron là nó tạo cho chúng ta những cái bóc màu gray và nó có bo góc, nó làm sẵn như vậy ha. Đôi lúc chúng ta muốn xài thì chúng ta cứ như vậy chúng ta xài đó, nó bo góc và nó nằm thẳng ha. Ok chưa? Thì như vậy trong cái bài này tôi đã hướng dẫn cho các bạn xài cái thư viện là clip icon, là cái những cái icon được tạo từ phông, chúng ta có sử dụng nó vì những lợi thế sau đây. Thứ nhất là không tạo cái hình, không cần cắt ráp hình, không cần cấp upload hình, không cần tải hình về cho nó chậm web, và chúng ta cũng có thể xài nó để chúng ta áp dụng vào những cái biểu tượng để cho màu sắc chẳng đẹp ha. Rồi cảm ơn các bạn.